Tôi tên là Ethan và tôi thực sự vui mừng trở lại trường và gặp lại tất cả các bạn bè của mình. Năm nay sẽ có một chút khác biệt. Tất cả chúng ta sẽ cùng đeo khẩu trang để giữ an toàn cho nhau. Hôm nay, tôi muốn chỉ cho các bạn một số hướng dẫn khi đeo khẩu trang ở trong trường. Hãy nhớ khi các bạn ở trường luôn đeo khẩu trang trừ khi giáo viên nói với các bạn có thể bỏ nó ra. Cố gắng không đụng chạm vào khẩu trang hoặc vào mặt của mình. Nếu khẩu trang bị ướt hoặc bị dơ bẩn, các bạn nên có một khẩu trang dự phòng, giống như thế này. Chia sẻ là quan tâm đến nhau, nhưng điều đó không đúng đối với khẩu trang. Đừng che khẩu trang của mình với bạn bè. Bất cứ khi nào các bạn phải bỏ khẩu trang ra, hãy nhớ trước hết rửa tay trong 20 giây. Cầm dây đeo như thế này và gỡ khẩu trang ra và không chạm vào mặt trước của nó. Giữ khẩu trang ở một nơi sạch sẽ an toàn, như trong hộp hoặc túi giấy cho đến khi các bạn sẵn sàng đeo nó lại. Khi các bạn sẵn sàng đeo lại khẩu trang, hãy nhớ rửa tay trong 20 giây. Cầm dây đeo và để nó sau tai của mình để che miệng và mũi. Khi đeo lại khẩu trang, hãy nhớ rửa tay lần cuối. Đeo khẩu trang rất khó lúc đầu, nhưng bây giờ thì tôi quen rồi. Nếu các bạn gặp khó khăn với khẩu trang của mình, hãy nói chuyện với giáo viên, cha mẹ hoặc người chăm sóc của các bạn. Hãy giữ an toàn và vui chơi ở trường.